Chào các bạn trở lại kênh Chop Trong nha. Hôm nay các bạn xem đầu mùa trồng tỉa lúa nha. Đây là được mưa rồi, đầu tiên được đi cấy rồi đi trồng trọt đấy. Các bạn xem những chàng trai chọc lúa để tỉa lúa ngày hôm nay nha. Đây các bạn xem công việc trồng tỉa lúa đây nha. Thấy anh này, anh Cương Tệ này chọc lúa có hay không? Em đi tỉa băng hay hai gió rừng. Ông Cương Tệ này ông ở đội 4 nha, ở làng có lúa ấy, xuống lập nghiệp rồi lên vợ con ở làng gà của mình nha. Ừ, ông này siêng năng lắm ạ. Linh lung, đều linh lung.